liên quan đến vụ việc người nhà bệnh nhi hành hung bác sĩ bệnh viện nhân dân gia định, công an quận bình thạnh đã mời ông DQB sinh năm 1982 ngụ quận bình thạnh đến làm việc. Trước đó vào lúc 21 giờ ngày 27 tháng 7, ông B đưa con ruột là cháu DNT sinh năm 2011 bị hóc xương cá đến khám và điều trị. tại khoa cấp cứu điều dưỡng đã tiếp nhận làm hồ sơ bệnh án. cháu T đã được hai bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bị hóc xương, đau nhẹ vùng cổ, vẫn nuốt nước bọt được sức khỏe bình thường, chỉ định bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng kiểm tra gấp xương cá. Sau khoảng 10 phút, ông B đến quầy hồ sơ gặp bác sĩ BHT là trưởng ca trực của khoa cấp cứu, đang kiểm tra hồ sơ điều trị cho các bệnh nhân cấp cứu. Tại thời điểm này, khoa đang có 23 bệnh nhân Lúc này bác sĩ T đã giải thích tình trạng sức khỏe của cháu T, đồng thời đề nghị cho bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng đến thăm khám gấp xương cá, nhưng ông B đã không đồng ý, thậm chí ông B còn có lời nói đe dọa xô ngã, đồng thời dùng tay bóp cổ bác sĩ T. Sau khi được bảo vệ bệnh viện can ngăn, ông B đã đưa con đến bệnh viện Nhi Đồng 2 để thăm khám. Tại đây, bác sĩ xác định cháu T không có dị vật trong cổ, sức khỏe bình thường tại cơ quan công an ông b thừa nhận đã dùng vũ lực tấn công bác sĩ t cản trở hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân gây ảnh hưởng đến tâm lý uy tín của bác sĩ và ca trực hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ xử lý theo quy định của pháp luật đối với ông b